ở vùng quê của một nhà văn nổi tiếng vùng Gò Công xưa. Ngôi trường này trước đây có tên là trường tiểu học Thành Công. Nhãn hàng Tinh dầu xả Thành Công, doanh nghiệp nhân tài rất kiệt hân hạnh tài trợ chương trình này. Tinh dầu xả Thành Công là mình đến trường học Vĩnh Chánh để mình chia sẻ những cái thành quả lao động mình đạt được và có thành tích, rồi là coi như mình dự thi cái giải khuyến học khuyến tài ở quốc gia và mình được giải thưởng nhân tài đất Việt, là mình cũng khuyến khích cho học sinh trường học ở Vĩnh Chánh là coi như là học tập và noi theo, mình có điều kiện mình vun đắp là cho thế hệ trẻ, cho các em học sinh yêu quý của mình để trở thành những nhân tài đóng góp cho xã hội, cho đất nước quê hương mình càng phát triển giàu đẹp hơn. Ngôi trường làng hồi xưa này của xã Thành Công thời bấy giờ cũng là nơi cấp sách đến trường của lớp chiến sĩ, danh nhân xưa. Thời gian trôi đi cả trăm năm, bộ mặt của ngôi trường lần lượt thay đổi. Lớp lớp học trò đã ra đi, mà hình ảnh ngôi trường làng vẫn hiện hữu, vẫn còn in đậm ký ức tuổi thơ của bao người. Nói đến trường tiểu học xã Thành Công, là lớp lớp thầy trò nhà trường đều cảm nhận tới lịch sử chia cắt, góp phần cho sự phát triển của thị xã Gò Công ngày nay. Khi lần lượt hai lần chia cơ sở vật chất các điểm trường về cho xã Long Chánh và xã Bình Xuân. Tuy vậy, công tác dạy và học của ngôi trường này vẫn duy trì từng năm học trong suốt thời gian hơn 40 năm qua. Gần 40 năm mang tên Thành Công, nhà trường từng bước được ngân sách đầu tư từng bước mở rộng, nâng cấp, xây lầu, trang cấp thiết bị, tăng cường thầy cô giáo, cải cách giáo dục, đổi mới nghiệp vụ quản lý, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, v.v. đã làm nên thành tích của nhà trường cho đến nay. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Trân Quân nói về thành tích của nhà trường như sau. Trường trước khi mà trường mang tên Hồ Biểu Chánh thì nhà trường đã có cái thành tích là phấn đấu đạt trường tiên tiến cấp huyện, được ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen, đồng thời là tập thể giáo viên trường cũng có tích cực phấn đấu để giúp các em có điều kiện để học tốt phát triển sau này. Sau hơn 40 năm dạy và học, ngôi trường này được đổi tên mới và mang tên của nhà văn nổi tiếng ở vùng Gò Công xưa, trường tiểu học Hồ Biểu Chánh. Chúng ta biết gì về nhà văn nổi tiếng này? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé! Nhà văn Hồ Biểu Chánh, tên thật Hồ Văn Trung, tự là Thứ Tiên, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885 tại làng Bình Thành, nay thuộc xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thuở nhỏ ông được học chữ Nho tại gia đình, rồi chữ Pháp tại trường Cô Le Đờ Mỹ Tho, nay là trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, và tốt nghiệp bằng Thành Chung từ trường Sạc Sơ Lúc Lô Bát, Sài Gòn. Bắt đầu ra làm ký lục, thông ngôn, rồi tri huyện, tri phủ, đốc phủ sứ, bận rộn với cuộc đời công chức, nhưng yêu văn học, ông viết văn rất sớm. Hồ Biểu Chánh có một sự nghiệp văn chương đồ sộ trong văn học sử nước nhà. Nhân dân Nam Bộ biết ông với tư cách là nhà văn hơn là một viên chức của chính quyền Pháp. Với bút danh Hồ Biểu Chánh, ông đến với văn chương từ rất sớm. Năm 1910, ông viết truyện thơ đầu tay U Tình Lục, tiếp theo là 5 tác phẩm nữa. Từ năm 1921 đến năm 1941, ông cho ra đời 44 tác phẩm. Từ năm 1943 đến năm 1945, ông sáng tác sung mãn nhất, 48 tác phẩm gồm nhiều thể loại. Từ năm 1953 đến năm 1958, ông cho xuất bản 22 tác phẩm. Trong quãng đời cầm bút, ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm 64 tiểu thuyết, 3 truyện ngắn, 7 đoạn thiên, 2 tập thơ, 5 hài kịch, 4 vở hát bội, 3 vở cải lương, 5 tác phẩm tùy bút và phê bình, 6 tập hồi ức, 8 bài diễn thuyết, 23 tác phẩm khảo cứu và văn học. Tất cả những
tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Đề tài phần lớn là cuộc sống Nam Bộ từ thành thị đến nông thôn. Ông đã phản ánh và khắc họa lại bối cảnh xã hội vào những năm đầu thế kỷ 20. Ngày nay, đọc lại tiểu thuyết của ông, độc giả vẫn còn tìm thấy những câu chuyện rất xúc động với cách diễn đạt nôm na, bình dị, vẫn còn góp sức to lớn trong việc hình thành thể loại tiểu thuyết trên chặng đường hiện đại. Nhà văn Hồ Biểu Chánh mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhuận, Gia Định, hưởng thọ 74 tuổi. Hiện nay, tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có một con đường mang tên ông. Cho dù nhà văn Hồ Biểu Chánh đã đi xa, nhưng khối lượng tiểu thuyết của ông để lại cho đời vẫn là con số chưa có người thay thế. Rất nhiều tác phẩm của Hồ Biểu Chánh từng được chuyển thể thành phim như Con Nhà Nghèo, Khóc Thầm, Nợ Đời, Chúa Tàu Kim Quy, Cây Đắng Mùi Đời, v.v. được đông đảo khán giả truyền hình đón nhận và lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả xem phim truyền hình. Thì vừa rồi thầy đã tuyên truyền xong cái tiểu sử của nhà văn Hồ Biểu Chánh cho các em được nắm và được biết. Thì qua tiểu sử này thì hy vọng rằng các em sẽ noi gương theo nhà văn để học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ thầy cô để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này sẽ giúp đỡ được cho đất nước. Từ khi trường tiểu học Thành Công được mang tên nhà văn Hồ Biểu Chánh, rất nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội đã quan tâm và đồng tình. Bên cạnh đó, đội ngũ ban giám hiệu và học sinh nhà trường rất đỗi tự hào vì từ nay ngôi trường làng năm xưa được mang đúng tên một người con của quê hương Thành Công và có sức học tài giỏi, xứng đáng là tấm gương học và hành, có ích cho xã hội để bao thế hệ học sinh sau này noi theo. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Trơn Quân cho biết về mục tiêu chính của trường tiểu học Hồ Biểu Chánh trong năm học 2020-2021 như sau. Nhiệm vụ của nhà trường trong năm 2020-2021 của nhà trường đó là tiếp tục giúp cho học sinh phấn đấu học tốt, tốt nghiệp vào lớp 6 là đạt tỷ lệ là 100%. Nhà trường quyết tâm là xây dựng trường chuẩn quốc gia và chuẩn bị chất lượng giáo dục ở cấp độ 2, tức là năm 2016 đó thì trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, năm 2017 thì đạt chuẩn bị chất lượng ở mức độ 1. Học ngồi thị trường phấn đấu là hoàn thành các tiêu chí của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định để phấn đấu đạt cái trường chuẩn bị đạt mức 2. Năm học mới 2020-2021 đang vận hành được phân nửa năm học với kỳ thi học kỳ 1 vừa kết thúc thắng lợi. Thêm một năm học nữa mà đội ngũ 25 giáo viên nhà trường, 15 lớp học, 427 học sinh ở hai điểm trường mang tên nhà văn Hồ Biểu Chánh hứa hẹn gặt hái thành công mỹ mãn.